Xin chào mọi người, hôm nay là 24 tây tháng 12 năm 2019, là Giáng sinh tới rồi, Noel tới rồi. Mình xin gửi đến tất cả mọi người một lời chúc tốt đẹp nhất. Xin chúc tất cả mọi người được một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và người thân, và được nhiều quà nha. Lễ Giáng sinh thì bên Mỹ này là hay mua quà tặng cho nhau, cho người thân, cho bạn bè. Thì mình không có quà để tặng cho tất cả mọi người, mình chỉ có mong là mọi người hãy tặng cho nhau bằng cách coi YouTube lâu lâu một xíu, rồi hãy like, subscribe cho những cái kênh nào mọi người mình chưa có subscribe cho tất cả mọi anh chị em YouTube mà vô coi nhà nào á, mà chưa có subscribe thì đăng ký subscribe, giống như là tặng quà ủng hộ đó, và nhớ thumb up và coi lâu lâu một xíu nha. Rồi ở bên đây mình đi làm nail á, thì cả năm cực khổ, cuối năm là tụi mình thích lắm, được khách tặng quà cho nè, tặng tiền nè, tặng bánh nè, tặng trái cây nè, rồi có người thì tặng gift card ta bớt. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người là nhà mình tất cả các anh chị em làm chung với nhau ở đây là được khách năm nay tặng quà những cái món gì nha. Có trái cây, có bánh, có kẹo si candy, nhưng mà cả từ đầu tháng tới giờ là được nhiều lắm, nhưng mà tụi mình đã ăn hết một mớ rồi, sắp sửa là nới cửa rồi. Giờ còn chừng nào thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà, và cả nhà có một lễ Giáng sinh vui vẻ nha. Merry Christmas. Đây, xin giới thiệu với cả nhà quà của Happy Nail chúng em. Khách khứa là năm nay là toàn là cho bánh kẹo không. Bánh kẹo là tràn lan ra, ăn là chắc tiểu đường luôn quá. Đây là kẹo chocolate. Đây là 3 hộp ha, đây 1 hộp sea candy 2 pound, hộp thứ 2 cũng 2 pound, hộp thứ 3 1 pound, một hộp mình, tụi mình đã ăn hết rồi đúng không? Đã có một hộp đã ăn hết rồi, hộp này thì cũng khui đã ăn dở rồi đó. Giới thiệu là bánh trái coi như nè, rồi khách làm mang vô cho nữa nè, cái thì mua, cái thì cho, coi như là tràn lan hết nguyên một cái package này, là có quýt, có trái cây, đây là trái cây sấy khô các loại. Đây là các hộp bánh. Còn đây, đây trong đây là cũng kẹo không đó. Đây, đây là hộp nut. Đây, cũng là một hộp bánh nữa. Rồi trái cây, rượu luôn. Đầy đủ các loại luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà coi quà của chúng em. Không có tiền mà chỉ có quà. Chúng em thì thích tiền, nhưng khách thì cứ cho bánh. Bánh ăn rết rồi, mập như cái lu. Hết đi nổi luôn rồi. Ăn xong mùa lễ này nới cửa dùm nha. Kêu anh chủ ơi lên nới cửa dùm cho mấy con thợ nó lết vô, nó lết hết nổi luôn rồi. Nè, yeah, đó, đó, thấy quà của chúng em đó. Ghê chưa? Ghê chưa? Sợ chưa? Đó. Có ai ăn kẹo phụ không? Nhiều kẹo quá nè. Sea candy là ngon nhất. Trong đám này chỉ thích nhất sea candy thôi. Bây giờ mình sẽ khui rượu nha, mà mình không biết khui rượu bà con ơi, khui đại nha. Bây giờ tụi mình sẽ bỏ nó đi về. Quay. Bây giờ để em nói. Bây giờ là tụi em sẽ khui rượu để uống. Mà bây giờ tụi em không có đồ khui rượu, không biết là có khui được hay không đây. Bây giờ em làm đại nha mọi người. Giờ khách cho mà không uống thì kỳ, nhưng mà em sợ nổ quá ha. Đây, tụi em sẽ chia Merry Christmas. Ôi sợ quá. Chứ nổ đâu chừng nào. Phải không? Ừ, chừng nào mà nó chừng nào mà bé mở cái nút nó mới nổ. Còn mình xem hết đi. Nổ đâu. Bình thường nó không có nổ hả? Sức. Ừ. Ồ vậy hả? Không biết. Vậy ta đi sóc sóc để cho nó nổ. Còn thôi mà mình sợ lắm, bây giờ mình sẽ không mở từ từ thôi. Nó chắc lắm. Rồi. Lấy cái khăn để lên. Khăn đâu rồi? Ôi sợ quá, bây giờ sẽ rót rượu. Merry Christmas. Có 7 đứa. 7 ly. Dỡ lên. Được chưa, được chưa? Yeah. Để nó đổ mà. Đẹp quá, nó
chào vậy mới là tình thương mến thương dạt dào biết không? Đúng rồi. Cái phần mà nó vơi vơi đi là không đẹp. Ủa sao rót vô cái nó xèo xuống kìa rồi. Yeah. Và màu đỏ hết cầm giả bộ đi rồi bắt đầu lại trả lại cho kim đúng không? Cho nó cùng màu đúng không? Mượn mượn nó không? Mình cắt đi, mình cắt được mà không sao đó. Rồi cắt hút nó được. Nó làm như là rất là mê mê. No, quay đại xíu đi. Đầy luôn cho nó tình cảm dạt dào, tình thương mến thương. Rồi uống hết ly đó. Tình thương mến thương. Merry Christmas. Đây. Rồi. Cho người lớn trước. Sao? Đây, Merry Christmas and Happy Birthday chế đàn em. Thank you. Ủa bé kia đang quay phim chụp hình mà. Ngon quá. Ngon. Ấm lòng chiến sĩ rồi bây giờ. Merry tụi... Christmas chị nha. I love you. Thank you đó. Merry Christmas chị yêu. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Chị Merry Christmas chị yêu. Đây là của Happy Girl Merry Christmas Mỹ Lan. Đây, Happy Girl. Đây là Merry Christmas đây em gái. Thank you. Merry Christmas cameraman nha. Để xuống. Thank you. Merry Christmas chị Kim. Rồi, mình thay cho bé. Rồi, đại diện Happy Nail à. Happy Girl. Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Ôi, thiệt nha. Mà chơi liền nữa.